Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu số tự động các bạn nhé. Một chiếc xe sedan nhập khẩu số tự động. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Atra. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mitsubishi Atra nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản số sàn và phiên bản Mitsubishi Atra GLS phiên bản CVT, tức là số tự động các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Atra phiên bản CVT Premium số tự động quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và đăng ký tên tư nhân, đăng ký cuối năm 2021. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này mà tôi muốn giới thiệu với quý vị các bạn, chắc chắn là trên thị trường những chiếc xe cũ không có chiếc xe nào mới như chiếc xe này đâu các bạn nhé. Chiếc này chỉ so với xe ô tô mới thôi, chiếc xe cũ thì không chiếc xe nào đẹp bằng. Vì chiếc xe này chủ xe mới lăn bánh có 1.001.000 km thôi. Cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua đồng hồ nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và chiếc xe này vẫn còn đang bảo hành tại hãng luôn quý vị các bạn nhá. Mới lăn bánh có 1.001.000, tức là chiếc xe này mới chỉ là gọi là chạy hết rốt đa thôi, rất là mới, rất là đẹp, đẹp và nguyên bản. Nguyên bản từ dàn lốp này, lốp còn mới này, lốp sơ cua còn chưa hạ này, và đặc biệt ở cái bản Premium này thì xe cũng đã được trang bị là full option từ khóa thông minh, đèn nổ start top, nội thất ghế da, điều hòa tự động, đèn bi, đèn led ban ngày. Đấy, hệ thống phanh ABS, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, và gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu gập auto các bạn nhé. Tức là bấm khóa là gập gương và mở khóa là gương cụp các bạn nhé. Đấy, auto, và chiếc xe này là màu đỏ rất đẹp rồi. Ở Mitsubishi Atra có 3 màu chính, chủ yếu là 3 màu thôi ạ. Màu đỏ, màu trắng và màu xám. Đấy, màu trắng và màu đỏ thì rất là đẹp. Đấy, màu đỏ này rất đẹp đấy các bạn này. Đặc biệt là hôm nay thời tiết rất là nắng, để ra ngoài nắng này đều rất đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng và chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 383 triệu đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Atra 2021 phiên bản Premium số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem này ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ kho hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Atra phiên bản Premium 2021 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Astra sản xuất năm 2021, lăn bánh 10.000 km các bạn nhé. Chiếc xe này ở phiên bản Premium, đầy đủ đồ rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, nguyên bản từ dàn lốp. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 383 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Astra 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.